Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Lan Ngọc đang có mặt tại quán cà phê Oromia để gặp gỡ một khách mời trong bộ phim Nước Mắt Chảy Ngược. Để biết được vị khách mời hôm nay của chúng ta là ai thì hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây nha. Đó chính là diễn viên vô cùng xinh đẹp, diễn viên Phương Hằng. Xin chào Phương Hằng. Xin chào Lan Ngọc. Cũng như là lời nói đầu tiên cho Phương Hằng xin được chào khán giả của chương trình Tôi Hỏi Sao Trả Lời. Chị ơi, ngày hôm nay thì lần đầu tiên đến với chương trình, mình có run không ta? Đối với Hằng á, những cái chương trình mà gọi là phỏng vấn hay là trò chuyện á, lại hồi hộp hơn khi cả là mình đi diễn xuất nữa. Tại sao vậy anh? Giờ vô đây gặp MC cũng rất là dễ thương, tại đâu vì... có chặt chém đâu. Đó, tại vì Hằng sợ cái đó, Hằng sợ là gặp MC là chặt chém là Hằng thua. Tại vì Hằng không thể nào mà chặt chém lại được MC hết trơn. Thật sự thì hôm nay là toàn những câu hỏi nhẹ nhàng thôi. Câu hỏi đầu tiên thì chắc là mình sẽ nói một chút về phim ảnh, về vai diễn của chị. Thì tại sao chị lại nhận vai Khanh? Bởi vì em được biết là gia tài phim của chị cũng rất là nhiều rồi. Thì vai Khanh này có những cái ấn tượng cũng như là cơ duyên nào để đến với mình ạ? Thì vai Khanh đến Phương Hằng thì cũng đơn giản như những phim khác thôi. Bên công ty sản xuất gọi để mời và có gửi kịch bản cho Phương Hằng. Thì khi đọc kịch bản thì cảm thấy là vai Khanh là một vai rất là hay. Bề ngoài thì đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà càng đi sâu vào nội tâm thì cô ấy lại càng bộc lộ những cảm xúc là hết mình vì tình yêu. Nhưng mà đối với Phương Hằng thì Phương Hằng lại thích những cái vai diễn như vậy. Tại vì giống con người thật của mình ở ngoài. Ở ngoài Phương Hằng cũng đôi khi nhìn rất là đàn ông, nhưng mà ở trong rất là mềm yếu. Thì tại vì mình diễn mà mình tính cách của mình nó hơi đàn ông quá thì những cái vai mà ủy mị thì chắc là khó để mà diễn xuất không chị? Những cái vai ủy mị thì thường là khi mà đọc kịch bản thì Hằng sẽ không nhận những vai quá ủy mị. Nhưng mà khi mà nội tâm á, tại vì con gái mà dạ, dù có như thế nào thì cũng yếu đuối, thì rất sợ những cảnh khóc. Hằng rất là sợ, tại vì cuộc sống của Phương Hằng thì từ đó tới giờ thì gọi là mọi người hay nói là trải đầy hoa hồng, thì được mọi người rất là yêu quý, nên là cũng không có gặp những khó khăn ở trong cuộc sống. Nên là khi mà khóc á, đạo diễn hay kêu là em hãy nghĩ đến một chuyện buồn trong cuộc sống đi rồi em mới khóc. Thì Hằng quay qua nói đạo diễn là dạ anh ơi, hình như em không có buồn chuyện gì đó. Nhưng mà thật sự thì ở ngoài đời cũng vậy, buồn chuyện gì đó thì 5 phút Hằng hết. Khi mà ứng dụng cái chuyện đó vào phim thì Hằng lại không làm được. Và đôi khi là thôi ráng nhập tâm vào nhân vật. Nên là thường trước khi nhận kịch bản thì Hằng sẽ xin trước để mà mình có thể gọi là thời gian để tìm hiểu. Đúng là tìm hiểu nhân vật cũng như là sống trong nhân vật lâu hơn. Em thì nghĩ là tại vì đối với diễn viên thì cái mà được yêu thích nhất á, đó chính là mình được sống cùng với rất là nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà vì mình có một cái kinh nghiệm rất là dày dặn rồi nên chắc chắn là vai diễn này sẽ không làm khó chị đúng không? Khánh, anh Bảo xích vào coi. Mẹ anh có gửi quà cho em nè. Cảm ơn anh. Mẹ anh nói á, cái bánh mè này ngon lắm á, với lại nó cũng mắc tiền. Mẹ anh mua ở Canada lận á, chỉ để tặng cho mình em thôi. Thôi hai bạn cứ nói chuyện thoải mái đi, sẽ lên lớp trước nghe. Bạn ơi, bạn cho Sơn lấy cuốn sách cái. Sơn. Sơn cái gì mà Sơn em? Ủa, anh ta là ai vậy? Thì Sơn, bạn học cùng trường với mình. Sao bữa giờ anh không thấy thằng này? Thì bây giờ anh thấy rồi đó. Có một điều là trước giờ thì mình đóng chung với lại các nam diễn viên thì đều là những người rất là xa lạ. Còn cái lần này nó đặc biệt hơn một tí xíu. Ở bên ngoài đời hình như hai người có cái gì đó với nhau phải không ta? Anh Tâm là một người bạn thân thiết với Phương Hằng ở ngoài đời. Nên mình đóng lên phim ấy, cảnh yêu nhau đồ gì nó dễ hơn phải không chị? Không, đối với Hằng cảnh đó là cực kỳ khó. Tại vì khi mà mình đóng với một bạn nam lạ, những cảnh tình cảm hoặc thoại có ghi là, thí dụ như Hằng với Ngọc chưa bao giờ đóng phim với nhau đi, thoại với nhau thì cảm thấy rất là bình thường. Nhưng khi ở ngoài đời mà Hằng với Ngọc là bạn thân với nhau á, thì nói chuyện rất là thoải mái bình thường. Nhưng khi vào phim thì những cái ngôn từ mình phải chỉnh chu hơn, cũng như là cái cách nói chuyện nó khác. Đôi khi vừa gặp nhau chưa kịp nói gì đó thì cười với nhau rồi. Có những đoạn giống như là
gây nhau thì cũng không tới nỗi là mất cửa lắm, nhưng có những đoạn Hằng phải tát anh Tâm. Hằng đang ngồi là nhiều khi anh Tâm, cái vai diễn anh Tâm hung Hằng từ phía sau quay qua tát cái mớp vậy đó, mà tát xong tự Hằng cười trước luôn, anh Tâm không cười. Có những thật sự nó là rất là khó khăn cho anh Tâm, tại vì đôi khi Hằng phải cười tới 3-4 lần và phải chịu những cái tát đó rất là đau, nhưng mà rất là cảm ơn anh Tâm mà đã chịu đựng được với Hằng trong những cảnh đó. Ơi, thật sự là đã quay phim rồi mà còn được đóng chung với người mình yêu nữa thì đâu có còn gì là thuận lợi nữa. À, khó khăn thì khó khăn về trong diễn xuất thôi, nhưng mà được cái là đi cùng nhau trên đoàn phim thì được chăm sóc, cũng như là những lúc mình ngồi buồn á thì mình có người tâm sự, những người nói chuyện, cũng như là lúc mà đi chơi ở ngoài đó, nên là nó là khó khăn nhưng mà rất là thích. Trời, anh Tâm ơi, thật sự ra là người ta muốn đóng chung với anh là bởi vì có người đưa đi đóng về rồi có người chăm sóc thôi, chứ cũng không phải là một cái gì đó. Cái này là chặt chém nè đó. Nhưng mà cho em hỏi là khi mà mình đóng như vậy thì có khi nào mình lại bị xa cách với lại các diễn viên xung quanh không chị? À không, tại vì quan điểm của Phương Hằng từ ngay mới vào nghề là có nghĩa là phải vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Tại vì đoàn phim cũng vậy, khoảng 50 con người với nhau thì họ sống với nhau trong khoảng 3 tháng như là một gia đình nhỏ. Nếu như mà có sự khoảng cách hay là xa cách với nhau thì rất là khó làm việc trong một khoảng thời gian dài như vậy. Có bạn trai mình đóng chung thì mình càng phải hòa nhập hơn với mọi người để không khí rộn ràng sôi động hơn. Vậy thì dự định sắp tới của chị Phương Hằng sẽ là như thế nào ạ? Hằng vẫn tiếp tục con đường diễn xuất của mình, cũng như vẫn tham gia ở sân khấu kịch Hằng đang tham gia. Chị đang tham gia sân khấu kịch nào ạ? Chị đang tham gia ở bên Nụ Cười Mới. Vậy thì quý vị khán giả vẫn có thể theo dõi những hoạt động của diễn viên Phương Hằng trên sân khấu kịch nè, cũng như là phim ảnh để mà biết được những hoạt động của cô ấy. Chị ơi, đây là một câu hỏi cuối cùng đi, nhưng mà cũng hơi khó một chút xíu. Đó là hai anh chị đã lấy nhau rồi phải không? À trời ơi, tại sao lại nói điều này trên sóng truyền hình? Thật ra thì cũng đính chính với Lan Ngọc là Hằng với anh Tâm thì cũng chưa có lấy nhau. Đó là do mọi người đồn, cũng như là tất cả các anh chị trong ekip cũng như là làm phim thì thấy hay đi chung với nhau. Dạ. Rồi hay chụp hình cưới trên mạng xã hội, thì thật ra cũng đính chính là cái hình đó là chụp để cho quảng cáo thôi, chứ không phải là hình thật của Hằng với anh Tâm. Nhưng mà cái dự định đó thì hy vọng là sẽ sớm thực hiện được trong tương lai. Trời ơi, vậy mà làm khán giả mừng hụt, bởi vì ngày hôm nay thì em muốn thông báo đến tất cả mọi người về tin vui của chị. Nhưng mà thôi, đó chỉ là những hình ảnh quảng cáo thôi ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón tin vui của diễn viên Phương Hằng và anh Tâm nha. Còn bây giờ thì cảm ơn chị rất là nhiều vì đã đến với chương trình. Hằng xin được cảm ơn Lan Ngọc, cũng như là cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ Phương Hằng trong khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục được khán giả yêu mến và ủng hộ. Xin cảm ơn. Quý vị ơi, còn bây giờ thì chúng ta hãy đón theo dõi tiếp tục những tập tiếp theo của bộ phim Nước Mắt Chảy Ngược, được phát sóng vào lúc 20:45 trên kênh truyền hình SCTV14 nha. Còn bây giờ Lan Ngọc và Phương Hằng xin chào và hẹn gặp lại.